từng chép. Nếu đọc tụng tư duy thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành, hoặc một tháng được thành tựu cho đến một năm được thành tựu, hãy nên siêng năng thành tựu, vì sao? Vì đối với chân bảo ấy có nhiều chướng nạn khởi lên. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm ấy, ác ma ưa làm chướng nạn không để cho chép, không để cho đọc tụng, suy nghĩ thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành. Phật bảo Tu Bồ Đề, ác ma tuy muốn làm chướng nạn Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm ấy, không để cho chép, đọc tụng, suy nghĩ, thuyết giảng, nhớ nghĩ đúng, tu hành. Cũng không thể phá hoại Bồ Tát Ma Ha Tát chép Bát Nhã Ba La Mật cho đến tu hành. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, do lực của ai nên ác ma không thể làm chướng nạn Bồ Tát Ma Ha Tát chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm cho đến tu hành. Phật dạy, do lực của Phật nên ác ma không thể chướng nạn Bồ Tát Ma Ha Tát chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm cho đến tu hành. Xá Lợi Phất cũng là do lực của chư Phật hiện tại trong mười phương thế giới. Ủng hộ niệm tưởng Bồ Tát ấy nên làm cho ác ma không thể lưu nạn Bồ Tát Ma Ha Tát, khiến không chép thành được Bát Nhã Ba La Mật cho đến tu hành, vì sao? Vì trong mười phương thế giới, vô lượng vô biên vô số chư Phật hiện tại ủng hộ niệm tưởng Bồ Tát ấy chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm cho đến tu hành. Pháp nhĩ như vậy, không thể làm chướng nạn. Xá Lợi Phất, thiện nam tử thiện nữ nhân, nên nghĩ rằng, ta chép được Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm ấy cho đến tu hành, đều là nhờ lực của mười phương chư Phật. Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm ấy, cho đến tu hành, đều là nhờ lực của Phật. Nên biết người ấy được chư Phật ủng hộ. Phật dạy, như vậy, như vậy. Xá Lợi Phất nên biết nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân chép được Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm ấy cho đến tu hành đều là nhờ lực của Phật nên biết cũng là được chư Phật ủng hộ. Xá Lợi Phất thưa, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô biên vô số chư Phật hiện tại trong mọi phương, đều biết đều lấy Phật nhãn thấy thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, khi chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm cho đến tu hành. Phật dạy, như vậy, như vậy. Vô lượng vô biên vô số chư Phật hiện tại trong mười phương đều biết, đều lấy Phật nhãn thấy khi thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm cho đến tu hành. Xá Lợi Phất, trong đây thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu Bồ Tát Đạo, nếu chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm và thọ trì, đọc tụng nhớ nghĩ đúng, tu hành đúng như nói, nên biết người ấy đã gần vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không lâu. Xá Lợi Phất, thiện nam tử thiện nữ nhân chép Bát Nhã Ba La Mật Thậm Thâm ấy và thọ trì. Đọc tụng cho đến nghĩ đúng, người ấy đối với Bát Nhã Ba La Mật tin hiểu nhiều, cũng cúng dường cung kính, tôn trọng tán thán Bát Nhã Ba La Mật và cúng dường hương hoa anh lạc cho đến phan lọc. Xá Lợi Phất, chư Phật đều biết, đều lấy Phật nhãn thấy thiện nam tử thiện nữ nhân ấy. Thiện nam tử thiện nữ nhân ấy nhờ công đức cúng dường, sẽ được lợi ích lớn, quả báo lớn. Xá Lợi Phất, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên công đức cúng dường ấy nên chọn không bị đọa vào đường ác cho đến khi được địa vị bất thối chuyển, chọn không xa lìa chư Phật. Xá Lợi Phất, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên của thiện căn nên cho đến khi được địa vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chọn không xa lìa sáu ba la mật. Chọn không xa lìa nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, chọn không xa lìa bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần, chọn không xa lìa mười lực cho đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Luận, bấy giờ Tu Bồ Đề nghĩ rằng, Bát Nhã Ba La Mật ấy là nơi chân bảo tích tụ, hay làm thỏa mãn ước nguyện của hết thảy chúng sanh, đó là các cái vui đời nay, vui niết bàn, cái vui vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Người ngu si mà lại muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh tích tụ, như ngọc báu như ý không có tì vết như hư không, không có bụi nhơ. Bát Nhã Ba La Mật là thanh tịnh tích tụ rốt ráo mà người kia tự khởi lên tà kiến muốn làm chướng nạn phá hoại, thí như người mắt lòa thấy chân bảo đẹp cho là bất tịnh mới nghĩ như vậy. Chướng nạn là nhân duyên về những việc ma phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Phật ấn khả lời Tu Bồ Đề nói, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân muốn chép Bát Nhã Ba La Mật, hãy chép cho mau cho đến nhớ nghĩ đúng, khi tu hành đúng như lời nói cũng hãy tu hành mau. Lý do phải cho mau vì pháp hữu vi không thể tin, vì có sự chướng nạn khởi lên. Bộ loại kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật có nhiều có ít, có thượng trung hạ, như quang tán Bát Nhã, phóng quang Bát Nhã, đạo hành Bát Nhã.
có người viết chép, viết mau viết chậm, có người nhất tâm siêng viết, có ngòi giải đãi không tinh cần, mạng người vô thòng, là pháp hữu vi không thể tin. Đức Phật Thích Ca sanh ra giữa đời ác trược, có nhiều chướng nạn, thế nên nói nếu có thể chép một tháng xong, hãy siêng chép cho xong, chớ bỏ giữa chừng, vì sợ có chướng nạn, cho đến phải chép một năm cũng vậy. Giống như chép, cho đến tu hành cũng phải cho mau. Mau chậm tùy theo người căn lợi độn. Trong đây Phật lại nói nhân duyên. Thế gian vì chân bảo nên sinh nhiều giặc cướp, Bát Nhã là chân bảo lớn nên có nhiều chướng nạn. Chướng nạn là như tật bệnh, đói khát vân vân, song vì ma sự lớn nên nói ma sự chướng nạn. Hoặc ma dân, ác quỷ, gây nhân. Duyên ác xâm nhập thân người, nhiễu loạn tâm người. Phá người chép Bát Nhã, hoặc khiến người chép mệt mỏi, hoặc xúi việc nước nổi lên, hoặc người chép không ai cúng dường giúp đỡ. Những việc như vậy, khi đọc tụng thời thầy trò không hòa hợp, khi thuyết giảng ở giữa đại chúng, hoặc có người đến kể tội lỗi của Pháp Sư, hoặc nói Pháp Sư không thể tu hành như lời nói, đâu cần nghe theo. Hoặc nói tuy Pháp Sư giữ giới mà lại độn căn, không hiểu nghĩa sâu, nếu nghe Pháp Sư ấy nói chọn không ích gì. Hoặc nói Bát Nhã Ba La Mật là không, không có gì của chính nó, diệt hết thảy pháp, không có chỗ để tu hành, thí như người trần truồng mà lại tự nói ta mặc áo trời. Có các chướng nạn như vậy, làm cho không thể thuyết giảng. Không nhớ nghĩ đúng là ma hiện làm thân đẹp, hoặc hiện làm thiện tri thức, hoặc hiện hình vị sa môn đáng tin kính, để nói Bát Nhã Ba La Mật là không, không có gì của chính nó, tuy có danh từ tội phước mà không có đạo lý. Hoặc nói Bát Nhã Ba La Mật không, tức có thể chứng Niết Bàn. Những việc như vậy, là việc phá hoại sự nhớ nghĩ đúng, tu hành Phật Đạo. Bồ Tát mới phát tâm, nghe việc ấy, tâm rất kinh sợ. Chúng ta mang thân sinh tử, ma là chủ cõi dục oai thế rất lớn, ta làm sao tu Bát Nhã Ba La Mật để được đạo vô thượng. Vì thế Phật nói ác ma tuy muốn chướng nạn, cũng không thể phá hoại, vì sao? Vì nhân duyên lớn thường phá được tiểu nhân duyên, như người lìa dục thường hơn người tham dục, người từ bi thường hơn người sân nhuế, người trí thường hơn người vô trí. Bát Nhã Ba La Mật là trơn trí tuệ oai lực rất lớn, còn ma sự hư dối. Bồ Tát tuy chưa được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, song được khí phần của Bát Nhã nên ma không thể phá. Vì nhân duyên việc ấy, nên xá lợi phất bạch Phật, do sức ai nên ma không thể phá. Phật đáp, do sức Phật. Như giữa hạng người ác thì ma lớn, giữa hạng người thiện thì phạt lớn, giữa hạng người trói buộc thì ma lớn, giữa hạng người giải thoát thì Phật lớn. Giữa hạng người chướng nạn thì ma lớn, giữa hạng người thông đạt thì Phật lớn. Trước đây nói sức Phật là chỉ Đức Phật Thích Ca Văn. Sau nói sức Phật là chỉ chư Phật hiện tại trong mọi phương, như Phật A Xúc A Di Đà vân vân, giống như giặc ác có các ác khác tương trợ, phép của chư Phật cũng như vậy. Thường vì hết thảy chúng sanh, nên hễ có ngòi phát tâm thì liền ủng hộ, vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật mười phương, hay bị người muốn trở hoại, không thể không ủng hộ. Vì sức của các chướng nạn lớn, nên những người chép, đọc nhớ nghĩ đúng được là đều nhờ sức Phật mười phương thủ hộ. Xá Lợi Phất nói, nếu có người viết chép, thọ trì cho đến tu hành, đều được chư Phật ủng hộ. Phật ấn khả lời ấy. Xá Lợi Phất lại thưa. Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử thiện nữ nhân viết chép thọ trì vân vân, chư Phật hiện tại trong mười phương đều lấy Phật nhãn thấy biết nhờ nghĩ ư. Phật ấn khả nói như vậy, trước ác ma đến phá hoại, Phật và mười phương thủ hộ, không cho trở hoại. Nay lấy Phật nhãn thấy thiện nam tử thiện nữ nhân ấy, biết người ấy khó có. Công đức chưa phá lưới ma mà có thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật là việc lớn, nên mười phương Phật lấy Phật nhãn thấy biết nhờ nghĩ người ấy. Hỏi, lấy thiên nhãn thấy hay lấy Phật nhãn thấy? Nếu lấy thiên nhãn thấy, cớ sao trong đây nói Phật nhãn? Nếu lấy Phật nhãn, thì chúng sanh hư dối tại sao lấy Phật nhãn thấy? Thiên nhãn có hai loại. Một, nhiếp vào Phật nhãn. Hai, không nhiếp. Loại không nhiếp vào Phật nhãn thì thấy chúng sanh hiện tại, vì có hạn lượng. Loại nhiếp vào Phật nhãn thời thấy chúng sanh ba đời không có hạn lượng. Pháp nhãn nhiếp vào Phật nhãn, chỉ thấy các pháp không thấy chúng sanh. Tuệ nhãn nhiếp vào Phật nhãn, không thấy pháp, chỉ thấy rốt ráo không. Hỏi, thiên nhãn nhiếp vào Phật nhãn là thật hay hư vọng? Nếu hư vọng, Phật không nên lấy cái hư vọng để thấy.
Nếu thật chúng sanh không, chúng sanh hiện tại còn không thật, huống gì chúng sanh vị lai, quá khứ. Đáp, thiên nhãn nhiếp vào Phật nhãn đều là thật. Chúng sanh đối với Niết Bàn cho là hư vọng, chẳng phải đối với cái thế giới trông thấy cho là hư vọng. Nếu người nào đối với chúng sanh thủ lấy định tướng, thì nói là hư vọng, chẳng phải vì thế đế nên nói hư vọng. Vì thế thiên nhãn nhiếp vào Phật nhãn, thì thấy chúng sanh. Hỏi, nếu như vậy, cớ sao không lấy tuệ nhãn nhiếp vào Phật nhãn để thấy chúng sanh? Đáp, tuệ nhãn mãnh lợi vô tướng, nên tuệ nhãn thường tương ưng với không, vô tướng, vô tác, không nhằm để thấy chúng sanh, vì sao? Vì năm uẩn hòa hợp giả gọi là chúng sanh. Thí như đối với tiểu nhi, có thể lấy gậy nhỏ đánh, không thể đánh gậy to. Trong đây tán thán Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật là nói theo thế đế chứ không phải nói theo đờ. Nhất nghĩa. Hỏi, pháp đời vị lai chưa có, nghĩ còn biết khó, huống gì mắt thấy? Đáp, như pháp quá khứ tuy đã mất không có gì mà do niệm lực tâm số pháp nên có thể nhớ việc quá khứ, suốt cả đời trước. Thánh nhân cũng như vậy, có sức thánh trí tuy pháp chưa sanh khởi mà có thể biết có thể thấy.